cách bày mâm cúng cô hồn để được gia tiên ban lộc giàu nết vách. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi tổng hợp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Quý vị và các bạn thân mến, theo tín ngưỡng tâm linh của người Việt, tháng 7 âm lịch hàng năm được xem là tháng cô hồn, là tháng mà địa ngục mở cửa để các vong hồn có dịp được lên dương thế, hội ngộ với người thân. Đây không chỉ là dịp mà chúng ta tỏ lòng thành kính đối với tổ tiên, ông bà, với những người đã khuất, mà còn là để thí thực cho các vong linh không có gia đình. Tục cúng cô hồn thì chắc hẳn không lạ gì đối với chúng ta. Tuy nhiên, rất nhiều người luôn thắc mắc về cách chuẩn bị mâm cúng cô hồn. Vậy cúng cô hồn nên cúng gì? Chuẩn bị mâm lễ như thế nào để đầy đủ và đúng phong tục? Kính mời quý anh chị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu. Trước khi đến với nội dung chi tiết, quý anh chị và các bạn đừng quên ủng hộ kênh Phong thủy Gia Cát bằng cách nhấn đăng ký miễn phí kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất cứ video nào. Đặc biệt, quý anh chị có thể tham khảo thêm những thông tin về phong thủy, tử vi tại phần mô tả của video này. Còn bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết. Trước khi tìm hiểu về cách trình bày mâm cỗ cúng cô hồn, kính mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu về ý nghĩa của việc cúng cô hồn và mâm lễ cúng trong tháng cô hồn. Cúng cô hồn còn có tên gọi khác là lễ cúng xá tội vong nhân, là lễ cúng những vong linh bơ vơ, không gia đình, rơi vào rằm tháng 7 âm lịch, trùng với Tết Trung Nguyên hay Tết Vu Lan. Theo truyền thống tín ngưỡng dân gian, người Việt tin rằng con người có hai phần, gồm hồn và xác. Khi qua đời, hồn lìa khỏi xác, thân xác được chôn cất hoặc hỏa táng và dần dần phân hủy. Nhưng phần hồn vẫn còn tiếp tục tồn tại. Phần hồn có thể về trời, có. Theo truyền thống tín ngưỡng dân gian, người Việt tin rằng con người có hai phần, gồm phần hồn và phần xác. Khi qua đời, hồn lìa khỏi xác, thân xác được chôn cất hoặc hỏa táng và dần dần phân hủy. Nhưng phần hồn vẫn còn tiếp tục tồn tại. Phần hồn có thể về trời, lên cõi khác tốt đẹp hơn hoặc đầu thai làm người hoặc vật, cũng có thể bị đày xuống địa ngục. Những nơi chốn mà phần hồn được đi phụ thuộc vào việc làm tốt hay xấu mà người đó còn làm khi ở dương thế. Ngoài ra, dân gian cũng tin rằng có những vong hồn vì lý do nào đó mà không thể về cõi thuộc về, cứ mãi vương vấn trần thế, phải cô đơn lang thang và chịu đói, quấy rối người sống. Bởi thế mới có lễ cúng cô hồn, cúng thí thực, tặng thức ăn, mang ý nghĩa nhân đạo để cứu giúp những vong hồn khốn khổ, bơ vơ, không được ai thờ cúng. Dịp cúng cô hồn lớn nhất trong năm là dịp rằm tháng 7, trùng với lễ Vu Lan báo hiếu. Theo truyền thuyết dân gian, từ mùng 2 tháng 7 âm lịch, Diêm Vương ra lệnh bắt đầu mở cửa quỷ môn quan để ma quỷ trở lại cõi trần, và đến rằm thì tất cả phải trở về, cửa địa ngục đóng lại. Theo thông lệ, các gia đình thường cúng cô hồn từ ngày mùng 2 đến hết ngày 14 tháng 7 âm lịch. Lễ cúng rằm tháng 7, lễ cúng Vu Lan cũng được tiến hành từ mùng 1 đến ngày 14 tháng 7 âm lịch. Có một lưu ý là lễ cúng cô hồn phải được thực hiện sau khi hoàn tất lễ cúng rằm, cúng Phật, cúng xá tiên. Ngoài ra, cúng cô hồn cũng là một nét đẹp trong văn hóa của người dân Việt Nam. Đó là một hành động làm phước, mong muốn cho tất cả những linh hồn có ngày được xá tội. Việc cúng lễ trong tháng cô hồn mang nhiều ý nghĩa, giúp tạ ơn ông bà tổ tiên, dâng lên những lời cầu nguyện đến thần linh. Người ta tin rằng những ước muốn mong cầu trong tháng cô hồn sẽ dễ được gia tiên và thần linh giúp sức ủng hộ. Tuy nhiên, mâm cúng trong tháng cô hồn cũng cần được chỉnh chu và đúng cách mới có thể đưa lời thỉnh cầu đến được với các chư vị. Cúng cô hồn là lễ cúng được thực hiện ở cả ba miền, do đó có sự khác nhau đôi chút về phong tục, nên khi chuẩn bị mâm lễ cúng cũng có sự khác biệt nho nhỏ. Nhìn chung, một mâm cúng cô hồn bao gồm những vật cúng sau. Thứ nhất là hoa quả tươi, đủ 5 loại quả, không được dùng quả sập hay hỏng. Bánh kẹo, hoa quả các loại, muối gạo, bỏng ngô, cháo trắng loãng, cơm vắt, ngô, khoai, sắn. Mía thì để nguyên vỏ cắt khúc nhỏ, đường cục. Giấy áo, giấy tiền vàng mã, hương nhang, nến, nước lọc. Cúng cô hồn không cúng đồ mặn, tất cả hoàn toàn là đồ chay. Phần cúng quan trọng nhất là món cháo loãng. Quan niệm dân gian cho rằng
món này dành cho những linh hồn bị đày đọa, có thực quản nhỏ hay hẹp nên không thể nuốt được thức ăn thông thường. Bởi vậy, khi chuẩn bị mâm cúng đúng cách cúng cô hồn, nhất thiết cần phải có món cháo loãng. Vị trí mâm cúng nên đặt ngoài sân, không được đặt ngoài bậu cửa. Nhiều người lo ngại khi cúng chúng sinh, nếu cúng xong không biết cách mời vong đi thì sẽ rước vong vào nhà. Nếu lo ngại thì bạn có thể cúng tại chùa. Nếu bạn đặt lễ cúng trước cửa nhà hay nơi buôn bán, cần chú ý một số điều như sau. Sau khi cúng xong, các vật phẩm cúng cô hồn không đem vào nhà. Đồ mã đốt ngay tại chỗ, còn đĩa muối, gạo giải ra tám hướng, sau đó tiến hành đốt vàng mã. Khi giải tiền vàng ra mâm cúng, phải để bốn hướng đông, tây, nam, bắc, mỗi hướng từ 3, 5 đến 7 cây hương. Buổi cúng thường kết thúc với việc vái gạo, muối ra sân, ra đường và đốt vàng mã. Ở vài nơi, người ta cho phép trẻ con cướp cỗ cô hồn khi việc cúng được tiến hành xong. Quý anh chị và các bạn cũng nên lưu ý khi cúng cô hồn không cúng đồ mặn như thịt lợn, thịt bò, thịt gà vì làm tăng tính sát khí, khiến các cô hồn còn sân hận và luyến tiếc dương thế. Nên cúng đồ chay để các cô hồn dễ siêu thoát hơn. Bên cạnh đó, khi cúng không nên cầu xin gì mà chỉ thành tâm gửi hương hoa, trà quả lấy lộc cho các cô hồn. Không nên để trẻ con, phụ nữ mang thai và người già lại gần khi cúng cô hồn vì dễ bị cô hồn trêu chọc, quấy rối. Điều chúng ta cần chú ý sau việc xếp mâm cỗ chính là thời điểm cúng cô hồn cũng rất quan trọng. Theo các vị sư ở chùa nổi tiếng, theo quan niệm dân gian của người Việt thì tháng 7 âm người ta còn gọi đó là tháng của những hồn ma, còn gọi là tháng của quỷ. Thường thì từ mùng 2 đến mùng 12 tháng 7, Diêm Vương đã có lệnh mở cửa quỷ môn quan cho ma giới và kết thúc đóng cửa vào 15 tháng 7 âm lịch vào 12 giờ đêm. Khi bắt đầu mở cửa thì các ma quỷ sẽ được xóa tội lỗi, được thả về trần gian, tự do trên dương thế. Chính vì các hồn ma thường sợ ánh sáng, không dám trực tiếp đến đón nhận các lễ vật cúng vào buổi sáng và buổi trưa. Vì vậy mà cúng cô hồn vào buổi chiều tối hoặc tối hẳn sẽ dễ dàng nhận được các đồ cúng. Ngoài mâm cỗ cúng cô hồn thì quý anh chị và các bạn cũng có thể tham khảo thêm về mâm cỗ cúng Phật và mâm cỗ cúng thần linh, gia tiên. Đầu tiên là mâm cỗ chuẩn bị cúng Phật. Lễ cúng không nhất thiết phải là cao sang mà quan trọng là lòng thành của người cúng. Cỗ cúng Phật rất đơn giản, chỉ cần chuẩn bị một mâm ngũ quả hay một mâm cơm chay là được. Những món nên có trong mâm cúng Phật như nem chay rán, gà chay, xôi gấc, xôi đậu, giò lụa chay, canh nấm hoặc canh rau củ, đậu đỗ luộc, mâm cỗ chuẩn bị cúng thần linh, tổ tiên. Tiếp theo là mâm cỗ cúng gia tiên, có thể cúng chay hoặc mặn, tùy thuộc vào sở thích của từng gia đình, thường thì nhiều người hay chọn mâm cỗ mặn hơn. Cỗ cúng mâm cơm mặn của các gia đình thường sẽ có những món như gà luộc, xôi đỗ, chả giò, cơm, cá kho, bánh chưng, rau xào, canh, miến nấu lòng gà, nộm gà xé phay giòn mát. Ngoài chuẩn bị một mâm cỗ thịnh soạn để cúng tổ tiên thì nhiều người cũng có thói quen bỏ kèm theo tiền vàng hoặc những đồ dùng sinh hoạt dành cho người đã khuất như tiền bạc giấy, quần áo, giày dép giấy, xe giấy, tủ giấy. Trên đây là những thành phần không thể thiếu trong mâm cỗ cúng trong tháng cô hồn. Tuy nhiên, ngoài việc chuẩn bị đầy đủ những nguyên liệu thành phần, chúng ta cần hết sức lưu ý cúng cô hồn đúng thời điểm. Theo dân gian truyền rằng, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, nên mỗi gia chủ cần phải có ý thức trong việc cúng cô hồn với tấm lòng thành thì thần linh và gia tiên nhà mình sẽ phù hộ cho gia đình mạnh khỏe, bình an, làm ăn phát đạt. Tuy nhiên, bạn nên giữ ở một mức độ vừa phải, không nên quá xa ngã vì mê tín. Quý anh chị và các bạn thân mến, thời điểm tháng cô hồn là thời điểm mà chúng ta có thể bày tỏ lòng thành kính với bề trên, với Đức Phật, gia tiên. Đây là một trong những thời điểm mà chúng ta có thể giúp những mong cầu của mình được đến gần hơn với chư vị thần linh và mâm cỗ chỉn chu, không cần quá cao sang nhưng sẽ thể hiện được lòng thành kính của bản mệnh cũng như tấm lòng và sự thành kính của bạn. Nên hãy nắm bắt thật kỹ những thông tin mà chúng tôi chia sẻ ở bên trên để giúp quý anh chị và các bạn gặp được nhiều may mắn và thành công trong thời gian tới. Chương trình của chúng tôi xin phép được dừng lại tại đây. Nếu quý anh chị và các bạn thấy video này hữu ích thì anh chị hãy nhấn đăng ký và ủng hộ ban biên tập của chương trình. Đặc biệt, chúng tôi có món quà gửi đến quý vị, chính là nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc về tử vi, phong thủy, quý vị hãy để lại comment ở phần bình luận bên dưới. Các trợ lý của Thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ các bạn trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.